Việt Công Giáo xin kính chào quý cộng đoàn. Thưa cộng đoàn, một sự việc hy hữu xảy ra, một đức tổng giám mục phải nhờ công an bảo vệ khi bị giáo dân cản đường ngài vào tòa tổng giám mục. Vị tổng giám mục được Đức Thánh Cha bổ nhiệm ở Ấn Độ phải nhờ cảnh sát bảo vệ. Tòa án đã chấp nhận lời yêu cầu xin được bảo vệ của Đức Tổng Giám mục Andrew Thahat vì tranh chấp phụng vụ trong tổng giáo phận thuộc Giáo hội Công giáo Siromalaba đã trở nên trầm trọng hơn. Một tòa án hàng đầu ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, đã ra lệnh cảnh sát bảo vệ vị giám quản tông tòa của một tổng giáo phận trong Giáo hội Công giáo Siromalaba theo nghi thức Đông Phương đang vướng vào một vụ tranh chấp gay gắt về nghi thức phụng vụ. Tòa án tối cao Kerala đã chấp thuận yêu cầu của Đức Tổng Giám mục Andrew Thahat. Trong đơn thỉnh cầu của Ngài vào ngày 5 tháng 12, tòa cũng chỉ đạo công an dẹp bỏ các linh mục và giáo dân biểu tình cản đường Ngài vào tòa Tổng Giám mục. Vatican đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Thahat làm giám quản tông tòa của Tổng giáo phận Ernakulam Angamali vào ngày 30 tháng 7 để giải quyết tranh chấp phụng vụ kéo dài hơn 5 thập kỷ về việc cử hành thánh lễ theo lệnh của Thượng Hội đồng. Tuy nhiên, một nhóm linh mục và giáo dân trong Tổng giáo phận đã nắm quyền kiểm soát tòa Tổng giám mục kể từ ngày 21 tháng 11 và từ chối không cho Ngài vào tòa Tổng giám mục. Thẩm phán Anusiva Raman trong một phán quyết ngắn gọn đã gọi những người đang chặn lối vào tòa Tổng giám mục là những kẻ bất lương hoặc người ngoài cuộc. Đức Tổng giám mục Thahat trong đơn thỉnh cầu của mình đã đề cập đến cha Sebastian Thalian, người triệu tập Ủy ban bảo vệ Tổng giáo phận, và Ri Yudavis, thư ký của phong trào minh bạch Tổng giáo phận, gọi tắt là ATM, với tư cách là những người phải ra tòa trả lời về những chống đối của họ. Tranh chấp phụng vụ đang diễn ra trở nên xấu đi khi Đức Tổng giám mục Thahat bị từ chối cho vào bên trong nhà thờ chính tòa Đức Bà để dâng thánh lễ vào ngày 27 tháng 11. Đức Tổng giám mục Thahat đến nhà thờ chính tòa, phớt lờ lời cảnh báo của linh mục quản xứ và các nhân viên tòa giám mục rằng mọi người đang bị kích động, các linh mục trong tổng giáo phận nói. Sau đó, Đức Cha đi đến tòa tổng giám mục, nơi một đám đông ủng hộ Ngài đã phá cổng chính và dẹp bỏ các chướng ngại vật như đồ nội thất, chân dung và các đồ vật khác. Ngay cả bây giờ, không có bất kỳ thẩm quyền nào, một số người vẫn cư trú trong tòa tổng giám mục, với ý định cản trở việc đi lại tự do của cá nhân tôi, Đức Tổng giám mục Thahat nêu trong đơn thỉnh nguyện của mình. Vị tổng giám mục cho biết một đơn khiếu nại đã được gửi đến cảnh sát để tìm kiếm sự bảo vệ, để có thể ra vào nhà thờ chính tòa và tòa tổng giám mục được diễn ra suôn sẻ. Ngài còn cáo buộc trong đơn rằng cảnh sát đã không đáp ứng đầy đủ yêu cầu bảo vệ của Ngài vì họ chịu ảnh hưởng của cha Thalian và Davis. Đức Tổng giám mục Thahat cho biết Ngài không thể thực hiện các nhiệm vụ được Vatican giao phó và do đó phần lớn các tín hữu hoàn toàn chìm trong bóng tối. Trong khi đó, ATM đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát chống lại Đức Tổng giám mục Thahat và 30 người khác, cáo buộc rằng họ đã cố gắng dùng vũ lực để vào tòa tổng giám mục vào ngày 27 tháng 11. Đám đông ngang ngược chỉ rời khỏi địa điểm sau khi cảnh sát bước vào và đuổi họ đi. Trong quá khứ, nhiều giáo phận trong Giáo hội Công giáo Siromalaba đã tuân theo các phương thức cử hành thánh lễ khác nhau. Một điểm khác biệt rõ ràng là các linh mục khi cử hành thánh lễ đối diện với cộng đoàn ở một số giáo phận, trong khi ở một số giáo phận khác, các linh mục đối diện với bàn thờ. Cách thức hợp nhất là sự kết hợp của cả hai, và nó được ấn định có hiệu lực từ lễ Phục Sinh 2022 trên toàn giáo hội. Trong phần phụng vụ lời Chúa, các linh mục sẽ quay xuống cộng đoàn. Trong phần phụng vụ thánh thể, các linh mục sẽ quay lên bàn thờ. Từ kinh lạy cha sẽ lại quay xuống cộng đoàn. Tất cả 32 giáo phận khác của giáo hội này có trụ sở tại Kerala đã tuân thủ các hướng dẫn của Thượng Hội đồng để có phụng vụ thánh lễ thống nhất. Tuy nhiên, phần lớn các linh mục và giáo dân trong tổng giáo phận Ernakulam Angamali nhất quyết tiếp tục với một thánh lễ cũ,
trong đó linh mục phải đối mặt với cộng đoàn trong suốt thánh lễ như người Công giáo Latin. Cha Sebastian Thalian và nhóm ATM đã đe dọa cắt đứt quan hệ với giáo hội Công giáo nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng. Những người bên vực Đức Tổng Giám mục Thahat và Thượng hội đồng giáo hội Siromalaba cáo buộc cha Thalian là bất tôn phục và đe dọa sự hiệp nhất trong giáo hội. Tuy nhiên, những người bên vực ngài thì cho rằng với tự sát cha Gisin Dikuptodet, Đức Thánh Cha khuyến khích phụng vụ sau Công đồng Vatican II, nhóm của họ cũng chỉ muốn cử hành thánh lễ như bao nhiêu người Công giáo khác trên thế giới, chứ không hề muốn gì khác hơn.